Những pha bóng đẹp mắt xuất thần của các ngôi sao bóng đá luôn là điều mà các cổ động viên đều mong muốn sẽ xuất hiện vào mỗi trận đấu. Thế nhưng có những khoảnh khắc rất đẹp mãn nhãn cơ mà dường như chỉ có thể hiện hữu một lần trong đời. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những tình huống hiếm gặp mà có lẽ phải mất cả trăm năm mới xuất hiện trong bóng đá thế giới nhé. Đùa với thủ môn à, các con vợ, không dễ vậy đâu. Chàng thủ môn này tuy đã mắc lỗi hơi ngớ ngẩn, nhưng mà lỗi là do tôi, để tôi tự sửa sai, các ông không cần phải lo, ok? Cứu thua như một vị thần xóa mọi lỗi lầm. Thời đỉnh cao, khả năng ăn cắp trứng gà của Chicharito đã đạt cảnh giới vô đối. Thế nhưng trong tình huống này, Peter Cech bảo: "Chú em đừng vội mừng, anh còn đây mà sao lại vui sớm thế được?" Lại thêm một pha ra vào không hợp lý của thủ môn rồi. Nhưng mà vị đại hiệp đây, xin hãy dừng bước. Đây là chuyên mục tôn vinh người gác đền, cho nên tôi xin phép từ chối mọi phương án ghi bàn của anh. Một pha bóng mà phải chạy như chạy xô. Ấy thế nhưng điều đó với Jordan Pickford đã là gì? Biết thủ thành số 1 tuyển Anh không? Đối thủ ôm đầu tiếc nuối liền. Gì có chuyện ăn dễ như vậy chứ? Cách để cản Ronaldo bớt bá đạo sao? Đời anh có tuổi đã nhé. Đặt quả bóng đúng tâm các thứ này được chưa? Mà không biết gọi là trái banh hay là quả mìn nữa. Chỉ thấy anh Bảy nhắm mục tiêu kỹ lắm rồi đó. Và thế là bùm, trái bom được kích nổ sẽ tan khung thành đối thủ. Siêu. Cũng lại cái điệu đặt mình tương tự, nhưng lần này anh bạn gác đền kia đã tỉnh hơn rồi. Đấy, tôi đứng yên để ông đưa bóng vào lưới rồi đó. Thích làm gì thì làm. Chơi gì mà toàn chơi khó nhau vậy, sao mà đỡ bro. Lập siêu phẩm và khiến khán giả nhà vỡ òa trong sung sướng đã là một chuyện quá đổi bình thường với Cristiano Ronaldo. Nhưng tung cú xe đạp chổng ngược rồi khiến cho tất cả người hâm mộ đối thủ phải đứng dậy vỗ tay thán phục. Đó mới là tầm vóc của một huyền thoại đích thực. Chúng ta không sai, trọng tài sai. Ái da, thanh niên này đúng chất, nhỏ nhưng mà có võ đấy. Đi bóng mượt như thế này cơ mà. Chuẩn bị có siêu phẩm rồi bà con ơi. Cơ mà khoan, một tiếng còi khô khốc vang lên. Tại sao lại như vậy hả bác tài? Sao lại thổi phạt chúng nó trong khi tôi vẫn còn lợi thế ghi bàn? Rồi giờ bóng bay vào lưới rồi. Xin lỗi làm cái gì, chịu bác đấy. Chơi bóng bằng đầu nó khác biệt lắm. Cách để ngăn chặn một pha tấn công nguy hiểm đó chính là tấn công lại đối thủ luôn cho nó vuông. Này thì thích đá phạt. Đây, tôi dâng cả đội tôi lên để các ông ăn việc vị hết này. Bất ngờ chưa mấy lão già. Cờ mà khoan, hình như lý thuyết với thực hành nó hơi khác nhau thì phải. Cái bẫy này nó lạ lắm. Ô kìa, có phải chú em định bắt bài bọn anh không? Đâu có dễ như vậy được. Làm gì có mùa xuân ấy cu. Đây toàn bộ não IQ vô cực đứng trước quả phạt. Dễ gì cho chú dắt mũi đâu. Ghi bàn và chiếu tướng hết cơ. Đối thủ chỉ vừa mới vung chân thôi mà đã biết họ sẽ làm gì, còn chủ động chạy về để phá đường bóng khi thủ môn đội nhà đã chôn chân đứng nhìn. Mats Hummels có pha thể hiện thật là ngầu đét. Các dân chơi cấm thuật. Đùa, ai lại chơi bài bắt vô lê bóng sống luôn như thế? Không để cho người ta thời gian phân tích tình hình luôn ấy hả? Đầu bóng mà sao chơi ác quá vậy anh hai? Ái chà, đây chẳng phải là chiêu gấp bóng của Neymar sao? Mà cái phiên bản Shopee này tái hiện cũng mượt mà điệu đà lắm đấy chứ. Toàn chiêu độc thôi. Điều gì tạo động lực cho ông anh quyết định tung cú dứt điểm từ xa đến vậy mà không cần nghĩ lâu? Một chút máu liều cùng sự quyết đoán, hay là có thế lực nào đó thôi thúc? Đó, chính anh còn không tin mình đã tạo siêu phẩm cơ mà, bị chi phối tâm lý rồi. Cho hỏi chàng điệp viên 007 này đã luyện tập chiêu thức lâu chưa ạ? Sao nhìn thấy mượt mà quá vậy? Kết hợp võ thuật với đá bóng à? Bí thuật nằm ở đâu vậy anh giai? Chia sẻ giùm đi. Một cây làm chẳng nên non, thế thì nhiều cây chùm lại đi. Tôi hỏi anh em, hai ông cùng tung người móc bóng như thế này thì thủ môn nhà người ta đỡ kiểu gì cho nổi?
À mà rồi, sau pha song kiếm hợp bích ấy, bàn thắng được tính cho ai đây ta? Dừng lại đi, ở đây chúng tôi thấy được sự hoàn hảo trong từng đường bóng của các cầu thủ Chelsea, từ pha solo của Hazard, cú giả sút để mà kiến tạo vô cùng tinh tế đến từ Fabregas, cùng màn kết thúc gọn gàng của Schürrle. Má ơi, trông thấy thôi mà đã rạo rực hết cả con người. Ông truyền quả này là chết con nhà người ta rồi, Tammy Abraham mà không ghi nổi bàn thắng nữa thì xứng đáng bị đem cho bán đấy. Rất may tiền đạo mang áo số 9 đã tận dụng thành công nhưng vẫn bị đem đi bán. Những cú trượt chân định mệnh. Chắc tại thấy mình nỗ lực quá cho nên ngã rồi mà đối thủ vẫn cố gắng ghi bàn hộ cho. Ôi trời ơi, cảm động rớt hết nước mắt rồi đây này. Xin bịch khăn giấy thấm cái coi. Đã hay lại còn được độ thế này, bảo sao Harry Kane không ghi bàn ầm để mà trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham. Đến cả cú ngã trông cũng thật là đẳng cấp. Vừa rồi là top 7 pha bóng hiếm gặp mà thực sự phải 100 năm nữa mới xuất hiện trong bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.